X51 Story mến chào quý thính giả. Nguyễn Xí chữ Hán nghĩa là ánh lửa rực sáng, sinh năm 1397. Ông nội Nguyễn Xí là Nguyễn Hợp, cha là Nguyễn Hội. Nguyễn Hợp rời nhà đến sống tại làng Thượng Xá, huyện Trân Phúc nay là xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Tại đây Nguyễn Hợp đã cùng Nguyễn Hội khai dân lập ấp, mở mang nghề làm muối. Nguyễn Hội sinh hai con trai, Nguyễn Biện và Nguyễn Xí. Cha con Nguyễn Hội và Nguyễn Biện thường chở muối ra bán ở vùng Lương Giang, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Do đó rất thân quen với Lê Lợi khi đó là phụ đạo ở Lam Sơn. Năm lên 9 tuổi, tức năm 1405, Nguyễn Xí đến gặp Lê Lợi lần đầu. Cùng năm ấy cha ông bị hổ vồ chết tại quê nhà Thượng Xá, ông theo anh đến làm người nhà Lê Lợi. Tương truyền cha ông là Nguyễn Hội, bị một con cọp đá thành tinh cắp đi vùi xác ở một huyệt đất tốt tại xứ Đồng Lam. Cọp còn cắm cây xung quanh mộ. Hôm sau, người nhà đến tìm được và đem về chôn nơi khác. Nhưng rồi đến đêm hôm sau nữa con cọp lại tới gầm thét vang khắp núi non, bới tung lên, vứt bỏ quan tài, đem xác đến vùi lại chỗ cũ. Bấy giờ người nhà mới biết là trời ban cho huyệt tốt, theo Đại Việt Thông Sử. Lớn lên, Nguyễn Xí vũ dũng hơn người, được Lê Lợi yêu như con. Tuy còn nhỏ nhưng Nguyễn Xí rất thông minh, nhanh nhẹn, tỏ rõ là người có tài, vì thế Lê Lợi rất quý, giao cho chăm sóc một đàn chó săn lớn. Sách Đại Việt Thông Sử cho biết, vua sai Nguyễn Xí nuôi một đàn chó săn gồm hơn 100 con. Sớm chiều chia cơm cho chó ăn, ông đều dùng chuông làm hiệu. Bầy chó theo sự điều khiển của ông, tiến thoái răm rắp. Nhà vua rất quý ông, cho là người có tài làm đại tướng nên sai ông nắm quyền cai quản đội quân Thiết Độ thứ nhất. Năm 1418, mùa xuân, tháng Giêng, ngày Canh Thân, Lê Lợi xưng Bình Định Vương phát động khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Xí và anh trai Nguyễn Biện cùng tham gia, lúc đó ông 22 tuổi. Ngày 16, tháng Giêng, tên phản bội ái, dẫn quân Minh đi theo đường tắt, đánh úp đằng sau, bắt ra thuộc Lê Lợi và nhiều vợ con quân dân. Quân sĩ chán nản bỏ đi, chỉ có Lê Xí cùng Lê Lễ, Lê Náo, Lê Bí, Lê Đạp theo Lê Lợi nương náu trên núi Chí Linh. Trong bước đường chiến tranh đó, đàn chó của Nguyễn Xí trở thành một đội quân đặc biệt, do được huấn luyện chu đáo, điều khiển bằng tiếng nhạc nên từ ăn, ngủ, tấn công chúng đều theo hiệu lệnh phát ra. Những lúc bị vây hãm tuyệt lương thì đàn chó được lệnh đi săn thú, bắt chim về làm thức ăn cho nghĩa quân. Khi xung trận, Nguyễn Xí điều khiển bầy chó lăn xả vào cắn xé làm quân giặc rất hoảng sợ. Tên tướng Minh là Mã Kỳ mỗi khi nghe đến đội quân khuyển của ông lại kinh hãi. Có lần Nguyễn Xí cho buộc vào cổ đàn chó những chiếc đạc ngựa, khi chó chạy sẽ phát ra tiếng kêu như tiếng đoàn kỵ mã. Đến đêm ông dẫn quân đến vây trại giặc Minh rồi cho đánh trống reo hò ầm ĩ, lại xua chó chạy quanh trại. Quân Minh nghe tiếng đạc ngựa, lại thấy tiếng trống thúc, quân reo rất hốt hoảng tưởng bên ta đến cướp trại nhưng không rõ binh lực thế nào nên không dám ra đánh. Chúng đành dùng cung nỏ bắn ra như mưa, một chốc Nguyễn Xí lại cho dừng, bọn giặc thấy yên thì ngừng bắn, ông lại thả chó ra, chống lại đánh, quân lại reo, giặc lại bắn ra. Đến gần sáng, sau khi thu nhặt được hàng vạn mũi tên quân ta rút đi, còn bọn giặc cả đêm hoảng loạn, mất ngủ lại tổn thất rất nhiều tên. Nghĩa quân Lam Sơn và dân chúng hết lời ca ngợi Nguyễn Xí, xem việc lập kế lấy tên của giặc không kém gì mưu của Khổng Minh dùng người Dơm, mượn tên của quân Tào trên sông Xích Bích thời Tam Quốc. Tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa, Lê Lợi chia quân cho các tướng làm ba cánh bắc tiến. Phạm Văn Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả, Lê Triện ra phía tây bắc, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra phía đông bắc, Đinh Lễ, Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan. Lê Triện tiến đến gần Đông Quan gặp Trần Chí kéo ra, liền đánh bại Chí. Nghe tin viễn binh nhà Minh ở Vân Nam sắp sang, Triện chia quân cho Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả ra chặn quân Vân Nam, còn Triện và Đỗ Bí hợp với quân Đinh Lễ, Nguyễn Xí đánh Đông Quan, Thăng Long, Hà Nội. Phạm Văn Xảo phá tan viện binh Vân Nam, quân Vân Nam chạy về cố thủ ở thành Sương Giang. Vua Minh lại sai Vương Thông, Mã Anh mang quân sang tiếp viện. Thông hợp với quân ở Đông Quan được 10 vạn, chia cho Phương Chính, Mã Kỳ. Lê Triện, Đỗ Bí đánh bại Mã Kỳ ở Từ Liêm, lại đánh luôn cánh quân của Chính. Cả hai tướng thua chạy, về nhập với quân Vương Thông ở Cổ Sở. Lê Triện lại tiến đánh Vương Thông, nhưng Thông đã phòng bị, Triện bị thua phải rút về Cao Bộ, sai người cầu cứu Nguyễn Xí. Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ đem quân đến đặt phục binh ở Tốt Động, Trúc Động. Nguyễn Xí bắt được thám tử của Vương Thông, ông biết Thông định chia giường. Hẹn nhau khi pháo nổ thì quân mặt trước mặt sau cùng đánh úp Lê Triện. Ông và Đinh Lễ bèn tương kế tiểu kế dụ Thông vào ổ mai phục Tốt Động, rồi đốt pháo giả làm hiệu cho quân Minh tiến vào. Quân Vương Thông thua to, Trần Hiệp, Lý Lượng và 5 vạn quân bị giết, 1 vạn quân bị bắt sống. Thông cùng các tướng chạy về cố thủ ở Đông Quan. Lê Lợi được tin thắng trận liền tiến đại quân ra Bắc, vây thành Đông Quan. Nguyễn Xí được lệnh cùng Đinh Lễ mang quân vây phía Nam thành. Tháng 2 năm 1427, tướng Minh là Phương Chính đánh úp Lê Triện ở Từ Liêm, Triện bị tử trận. Tháng 3, Vương Thông đánh trại quân Lam Sơn ở Tây Phù Liệt. Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ mang 500 quân Thiết Đột tiếp viện, đánh đuổi quân Minh đến Nghi Động. Hậu quân Lam Sơn không theo kịp, Vương Thông bèn quay lại đánh, hai tướng cưỡi voi bị sa xuống đầm lầy, bị quân Minh bắt mang về thành. Đinh Lễ không chịu hàng bị giết.
còn Nguyễn Sĩ Nhân một đêm mưa gió dùng mưu lừa quân gác ngục trốn thoát trở về. Lê Lợi thấy ông về thì mừng rỡ, nói rằng, thực là sống lại. Sau đó ông lại cầm quân tham gia trận chiến Sương Giang tiếp ứng cho Lê Sát bắt được Hoàng Phúc, Thôi Tụ là đạo viện binh sót lại sau khi Liễu Thăng bị chém. Đó là trận thắng lợi kết thúc khởi nghĩa Lam Sơn. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, tức Lê Thái Tổ. Nguyễn Xí được phong chức Long Hổ tướng quân, suy trung bảo chính công thần, đặc ân khai quốc. Năm 1429, khi khắp biển công thần, Nguyễn Xí được xếp hàng thứ 5, được phong làm huyện hầu, được ban quốc tính họ vua. Năm 1433, Hoàng đế Lê Thái Tổ mất, Thái tử Lê Nguyên Long lên ngôi, tức Hoàng đế Lê Thái Tông. Năm 1437, Thái Tông phong ông làm chức quan chính sự kiêm tri tử tùng. Năm 1442, Hoàng đế Lê Thái Tông mất ở tuổi 20, ông cùng Trịnh Khả, Lê Thụ nhận di chiếu phò Hoàng đế Lê Nhân Tông. Năm 1445, vua Nhân Tông còn nhỏ, Thái hậu Nguyễn Thị Anh nhiếp chính, ông làm nhập nội đô đốc, nhận lệnh cùng Lê Thận mang quân đi đánh Chiêm Thành, nhưng chưa đi thì bị quyền thần tố cáo tội lỗi nên bị bãi chức. Năm 1448, Nguyễn Xí được phục hồi chức thiếu bảo tri quân dân sự. Năm 1450, ông được thăng chức thái bảo giúp việc chính sự. Tháng 10 năm 1459, anh khác mẹ Nhân Tông là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân làm binh biến giết Thái hậu Nguyễn Thị Anh và Hoàng đế Nhân Tông. Nghi Dân lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu Thiên Hưng. Các đại thần Đỗ Bí, Lê Thụ, Lê Ngang mưu lật đổ vua Thiên Hưng bị bại lộ đều bị giết. Thái bảo Nguyễn Xí bàn mưu với Lê Lăng, con Lê Triển, Lê Niệm, cháu nội Lê Lai, đảo chính lần nữa nhằm lật đổ Nghi Dân. Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 1460, Nguyễn Xí phát động binh biến, chém bầy tôi thân cận của Nghi Dân là Phạm Đồn, Phan Ban ở nghị sự đường, nắm lấy cấm binh, đóng chặt cửa thành, sai Lê Ninh Thuận bắt vây cánh và phế vua Thiên Hưng làm lễ đức hầu, giữ con út của Thái Tông là Tư Thành lên ngôi, tức là Hoàng đế Lê Thánh Tông, mở ra một thời kỳ thịnh trị kéo dài 38 năm. Tháng 6 năm 1460, Nguyễn Xí được phong làm khai phủ Nghi Đồng Tam Ti, nhập nội kiểm hiệu Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Á Quận Hầu, giúp việc chính sự, ban túi kim ngư, kim ngân phủ, ấn bạc, 5.000 mẫu đất làm đất phong. Tháng 10 năm đó ông được phong làm sái quận công. Năm 1462, con Nguyễn Xí là Nguyễn Sư Hồi không hợp cánh với một số đại thần nên làm thơ vứt ra đường để vu cho họ làm loạn, nhưng việc bị phát giác. Vua Thánh Tông nể công lao của ông nên không trị tội Sư Hồi. Năm đó ông được phong chức nhập nội hữu tướng quốc. Năm 1463 lại được phong chức thái úy. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí làm quan trải qua 4 đời vua, nắm giữ những chức vụ quan trọng của triều đình như Thái Bảo, Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, Tể Tướng, nhập nội hữu tướng quốc, Tể Tướng thứ nhất đến thái úy, tước quỷ quận công. Năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, thọ 69 tuổi, được truy tặng làm thái sư, Thụy là Nghĩa Vũ. Hết tang, năm 1467, vua Lê Thánh Tông lại cho dựng đền thờ theo chế độ quốc tạo, quốc tế và lệnh cho Trạng Nguyên Nguyễn Trung Trực viết văn bia phong thần là Thượng Đẳng Phúc Thần, Hiển Uy Chính Nghị Anh Kiệt Trung Trinh Đại Vương. Năm Hồng Đức thứ 15, tức năm 1484, tặng làm Cương Quốc Công, sau ban sát phong thần, Thượng Đẳng Phúc Thần, Hiển Uy Chính Nghị Anh Kiệt Trung Trinh Đại Vương, dựng đền ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Năm 1485, Lê Thánh Tông truy phong cho cha Nguyễn Xí làm Thái Bảo Đình Quận Công Nguyễn Hội và anh trai Phiêu Kỵ Thượng Tướng Quân, Thái Phó Nguyễn Biện. Đánh giá về Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, vua Lê Thánh Tông từng viết: khí độ trầm hùng, tính người cương đại, giúp Cao Hoàng khi mở nước trăm trận gian nan, phò tiên khảo giữ Giang Sơn, hết lòng giúp dập, ra ngoài thì chọn chức tướng võ, vào trong thì vẹn phận tướng văn, nghĩa tôi con thật khó có ai sánh kịp. Các quan đều tưởng mộ phong thái, bốn biển đều ngưỡng vọng uy danh. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.